Ok, chào các bạn. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về String khi các bạn tạo lập plugin trong AutoCAD. Thì trước hết thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cái lệnh để các bạn gom những cái lệnh mà lại với nhau cho cái file của các bạn dễ nhìn và gọn gàng. Thì ví dụ ở đây mình sẽ sử dụng từ khóa, ví dụ ở đây cái phần các bạn thấy là phần là cái phương thức e-shape file, là cái phần bổ trợ đấy. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cú pháp là region đấy. Mình ở đây ví dụ như là support methods rồi, ok. Rồi ở dưới này mình sẽ đóng region rồi, and region, ok. Đấy, các bạn thấy đóng lại như thế này. Thì mình có cái vùng support method này thì là các bạn có thể mở ra đóng vào rất là gọn. Thì sau các cái phương thức các bạn viết thì các bạn cứ viết bên trong này thôi. Nếu mà nó thuộc phần support method rồi chúng ta lại đóng lại. Rồi phần thằng dưới này mình có thể cho nó phòng region, thằng này có tên là ví dụ như là initialization. Rồi dưới này là mình sẽ end nó, end region, ok. Rồi các bạn cho nó gọn lại. Đấy, bạn thấy này. Rồi bên trên này thì mình sẽ cho nó vào một cái vùng region ở đây. Đấy, region. Rồi mình đặt tên region này là common method. Rồi end. Ok, đây mình để lại thằng end region. Rồi ok, rồi các bạn thấy ở đây khi mình coi hết lại. Đấy, các bạn thấy là rất là gọn gàng như này. Mình viết cái gì thì mình mở cái đấy ra mình viết thôi. Dù mình viết một lệnh mới common method thì mình mở cái thằng này ra. Đấy, bây giờ mình sẽ viết một cái lệnh mới tiếp theo ở trong này. Rồi bây giờ mình sẽ viết một lệnh khác, common method mở ngoặc, đây là tên lệnh ptm là tên mình nhá. Đấy, ví dụ như là login name. Đấy, để mình xử lý cái tên public void cmd login name. Đúng không? Ok. Thì mục đích là mình lấy về cái tên của cái đây. Đây mình vào AutoCAD mình cho các bạn xem. Đây các bạn nhập cái biến login name vào. Đấy, mình có biến login name thì các bạn thấy nó xuất hiện là Tuấn M đây. Đấy là tên login vào cái AutoCAD này của mình. Thế tương tự như thế thì trong này mình có thể lấy về cái này. Đấy. Đầu tiên là mình cũng phải lấy về cái thằng editor đã. Rồi mình copy trên này xuống cho nó nhanh. Rồi, copy cái thằng này xuống. Ok. Rồi mình copy cái thằng này xuống đây cho nhanh. Rồi mình có một cái thời tạo một cái biến nữa mà chúng ta đã từng sử dụng ở trên này ở đâu nhỉ? Ở đây. Rồi chúng ta viết lại. Mình sẽ khởi tạo một cái biến như sau, sử dụng biến string login name, tức là đây cái này mình lấy về cái thằng Tuấn M đấy, mà cái biến login name nó trả về đấy. Thì chúng ta phải sử dụng cái lệnh là application chấm get system này, xong đó mình chuyển vào đây chính là cái biến login name vào đây. Thì cái thằng này nó sẽ trả về, các bạn thấy nó trả về ở đây là text đấy, nhưng mà các bạn trong visual này các bạn để chắc chắn ấy, thì các bạn convert nó về text thì là chắc ăn nhất. Thì mình sẽ sử dụng cái system này chấm convert rồi chấm to string. Đấy, mình sẽ gom cái thằng này lại vào trong cái dấu ngoặc. Đấy, để cho chắc ăn. Rồi sau bây giờ mình sẽ in thử ra màn hình ed.write message rồi gạch n, rồi ở đây mình sẽ cộng với login name. Ok, mình đóng lại rồi. Ok đó, rồi bây giờ mình sẽ build thử cái thằng này. Build và lưu ý là cái tên này nhá, cái get system này thì nó sẽ chính là cái tên biến mà trong AutoCAD các bạn nhập vào. Ok, cái tại AutoCAD mình đang mở cho nên là nó build lỗi. Mình tắt AutoCAD đi rồi mình build lại. Đấy, khi các bạn đang mở ấy thì nó bị lỗi do cái việc khi đè cái file DLL. Đấy, thành công rồi. Bây giờ mình bật AutoCAD lên. Nếu bạn cần debug thì bạn debug luôn nhé. Nếu còn mình mở như này thì mình phải sử dụng cái lệnh netload để mình load file DLL. Rồi, bây giờ mình sử dụng lệnh netload. Mình load file DLL vào. Ok. Thôi, bây giờ mình sử dụng cái lệnh của mình thôi. PTM đây. PTM login name. Rồi, PTM. Đấy, các bạn thấy có login name đây. Thì các bạn thấy nó hiện lên Tuấn M đây. Đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại mình xử lý sau khi mình lấy được cái login name rồi. Các bạn hoàn toàn có thể xử lý thêm các cách khác. Ví dụ như này mình sẽ tìm chữ M đúng không? Mình là Tuấn Minh thì mình tách chữ M ra khỏi chẳng hạn. Mình đặt một dấu cách gì đấy vào giữa. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ làm như sau. Bây giờ mình tìm chữ M ở đâu đã. Rồi, INT vị trí chữ M nhé. Ok, nó sẽ bằng là login name chấm. Ở đây có rất nhiều phương pháp nhưng mà để tìm cái chữ M ở đâu ấy, thì là mình sử dụng cái index up. Đây, index up. Rồi mình truyền vào đây là chữ M. Đấy, chữ M. Ok. Rồi sau khi mình có vị trí chữ M rồi, bây giờ mình đi mình tách. Mình tách ra như sau. Bây giờ mình in ra màn hình tiếp này. Bây giờ mình tạm thời mình comment cái thằng này lại này. Mình sử dụng ed.write message. Rồi mình in ra màn hình như sau. Gạch nở này. Ok. Thì đầu tiên là mình sẽ phải cộng này login name. Mình sử dụng cái thằng substring để mình cắt từ ký tự đầu tiên. Đấy, từ 0 cho đến cái thằng post mà. Đó. Rồi mình lại cộng cái gì? Mình sẽ cộng một cái dấu cách ra đây. Rồi mình cộng tiếp này. Login name chấm substring và mình bắt đầu từ thằng post mà đến cuối cùng. Rồi ở đây bạn có thể cộng thêm nữa. Cộng thêm mình cộng INH nữa. Đó, để cho nó đủ là Tuấn Minh không lại Tuấn M đúng không? Bây giờ mình sẽ thử chạy cái này. Tắt cái AutoCAD này. Rồi. Bây giờ mình sẽ chạy debug nhé. Thay vì phương pháp kia mình có thể debug luôn. Nói chung mỗi lần chạy như này là tương đối mất thời gian bởi vì AutoCAD tương đối nặng, kể cả Revit cũng thế. Revit thì có cách khác sẽ nhanh hơn, nó không như là AutoCAD này. Rồi bây giờ mình sẽ run, nó chạy sẵn netload cho mình, nó cũng tương tự thôi. Rồi bây giờ mình ptm login name này các bạn. Đấy, các bạn thấy nó hiện chữ Tuấn Minh không? Đấy, tại vì mình đã thêm vào rồi. Đáng nghĩa là Tuấn M. Bây giờ mình tìm chữ M này, mình tách chữ M thành chữ Tuấn mà dấu cách. Đây, mình sử dụng, đầu tiên mình tìm được chữ M này, sau đó mình sử dụng cái hàm substring để mình cắt cái Tuấn M, bắt đầu từ cái ký tự đầu tiên cho đến ký tự tiếp theo gần chữ M ấy, thì mình được chữ Tuấn. Xong mình đặt phía sau là dấu cách. Tiếp theo là mình cắt tiếp chữ login Tuấn M ấy, bắt đầu từ chữ M trở đi và mình ghép thêm đôi in thì chúng ta có Tuấn Minh. Đấy là cách xử lý chuỗi. Tất nhiên thì khi các bạn học C# ấy, thì cái việc xử lý string của các bạn đã thuần thục rồi. Đây chỉ là một ví dụ tích hợp ở trong AutoCAD để các bạn biết cách chúng ta quen dần với việc viết plugin thôi, từ những cái ví dụ đơn giản. Ok, nếu các bạn có thắc mắc thì các bạn đặt câu hỏi trên website ersvn.net. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.